Ủa chị Ba làm gì á? Chị Ba ăn gì á? Cái hũ nho nhập khẩu bên Chu Lê nè. Bán rẻ không ai mua, bây giờ quăng chứ để chi? Để nhà ăn, không ai mua thì mình để nhà ăn chứ. Được, ta có thấy ai ăn đâu. Mà rẻ là rẻ làm sao? Có 55 ngàn một hũ nè, mà nhập khẩu bên Chi Lê nha. Nè, mình ăn mình được có nè, coi nè, bổ sung nè. Đấy, thấy chưa? Canxi nè, sơ nè. Đó, Bình Thế Giới Xanh là sản phẩm sạch đó. Có 55 ngàn một hũ nè thôi. Hũ cũng nhiều hả chứ? Đúng rồi, mà nho nhập bên Chi Lê nữa mà có 55 ngàn à. Rất là rẻ luôn á. Một hũ 55 ngàn. Chị ra không? Con chị ra kia. Một hũ 55 ngàn. Bình thường là nó 75 mà bây giờ shop để tích tốc trợ giá còn 55 ngàn à. Mà không ai mua luôn. Ăn này ngon lắm nha. Chắc mọi người không nhớ hay là không biết gì á. Cái gì chị không báo cho mọi người biết đi. Ừ thì bây giờ chị báo nè. Bây giờ nghĩ lại là ăn, để định ăn, không bỏ nữa.